Ronaldo gây sốc, đàm phán gia nhập Barcelona. Cristiano Ronaldo đã bất ngờ đàm phán với Barcelona nhằm gia nhập câu lạc bộ này. Nếu thương vụ này xảy ra, nó sẽ trở thành cú sốc lớn với người hâm mộ bóng đá bởi lẽ Ronaldo vốn là huyền thoại của Real Madrid. Cristiano Ronaldo quyết tâm rời MU ngay trong mùa hè này. Sau khi nhận được thông báo từ tiền đạo 37 tuổi người Bồ Đào Nha, siêu quả Jorge Mendes đã chạy đôn chạy đáo tìm bến đỗ mới cho anh. Tháng trước, Jorge Mendes đã gặp riêng ông chủ mới của Chelsea, Todd Bowley để bàn bạc về khả năng chuyển nhượng Ronaldo. Sau cuộc gặp này, phía Chelsea đã ngỏ ý chiêu mộ Ronaldo thay thế Romelu Lukaku. Todd Bowley vốn là fan cuồng Ronaldo và rất muốn đưa siêu sao này về Stamford Bridge, qua đó đặt dấu ấn đầu tiên của ông sau khi thay thế Roman Abramovich. Tuy nhiên, thương vụ này khó lòng xảy ra. Phía MU không muốn tăng cường sức mạnh cho đối thủ tại Anh. Ngược lại, huấn luyện viên Thomas Tuchel dù ngưỡng mộ Ronaldo nhưng không có kế hoạch sử dụng tiền đạo 37 tuổi này. Trong bối cảnh đó, siêu quả Jorge Mendes đã phải gặp gỡ các câu lạc bộ tiềm năng khác, bao gồm cả Barcelona. Theo nguồn tin của AS, Mendes đã gặp chủ tịch Barca, Joan Laporta để đàm phán. Hiện tại, Barca vẫn đang tìm kiếm một tiền đạo kém chất lượng. Mục tiêu hàng đầu của họ là Robert Lewandowski, nhưng mức giá của ngôi sao người Ba Lan quá cao. Chưa kể, Bayern Munich không có ý định để Lewandowski ra đi trong mùa hè này. Nếu Ronaldo đến Barcelona, đó sẽ là cú sốc lớn của bóng đá thế giới. Ronaldo vốn là huyền thoại của Real Madrid, kình địch của Barca tại Tây Ban Nha. Trong 9 năm khoác áo Los Blancos, CR7 liên tục so kè với huyền thoại của Barcelona, Lionel Messi. Cho dù Ronaldo đã rời Real Madrid 4 năm, nhưng chắc chắn người hâm mộ câu lạc bộ này không chấp nhận anh đầu quân cho Barca.